tay ông em dẻo như đan đũa. Có khi phải 10 hoa tay mất. Anh cũng 9 hoa tay đấy. Anh cũng 9 hoa tay đấy. Cứ theo các em độ tuần thì là ngon ngay. Bạn là sếp luôn đấy. Trắng muốt nhiều, mày sơn sơn lót mày ăn phát cứ như cảm tưởng cứ như là được luôn chưa? Yeah. Một nước này bằng hai nước lạnh hơn. Mà cái sơn kinh tế hôm nọ nhở, sơn kinh tế hôm kia ông kia làm ấy nhở? Yeah. Thôi rồi luôn, mày ăn được cái tường đấy mới sợ. Nhớ. Mà anh bảo tường như từ ngày xưa là sơn bóng ấy mà sơn ấy đâu. Nhưng mà sơn của mình vào tường này nó nhiều phiên tím, nhiều keo. Keo nó độ bám nó lại cao hơn. Nhưng mà sơn có sơn giòn một khác mà không chịu được. Khi thế hết một loại thì khác là nhiều một loại nó không bằng loại nhiều. Vì nó keo, anh mở ra keo nó nhiều. Nếu bán buôn chỉ có 400 thôi. Rồi anh mua mọi người nhiều thì sẽ giảm. Nhà mình bán buôn hơn 30 hạng sơn cơ mà. Thế em bảo là bác bách hóa rồi. Thế... mọi người yêu cầu lại gì cô ạ? Theo yêu cầu, theo thư yêu cầu của quý chủ nhà, của khách hàng. Các bác chỉ cần báo là có bao nhiêu tiền và nhiệm vụ còn lại là của em hết, của chúng tôi hết, chúng tôi sẽ phục vụ tận tình chu đáo hàng chính hãng với mức giá từ 300.000 một thùng đến 6.500.000 một thùng tùy loại tùy hãng.
hạt dễ cứ như là ăn bánh đúc. Nhẹ nhàng vuốt phải vuốt trái phát trắng muốt ngay trắng muốt như ngọc trinh thế mới tài nhỉ. Vợ khen về cứ tươi như hoa. Nhưng mà khó phết đấy các bạn. Phải rèn luyện rất là nhiều năm, mấy chục năm đấy các bạn. Đơn giản đâu. Quả chỗ này dùng được hả anh? Ừ, chỗ này dùng sướng. Đấy anh phải thiết kế riêng quả chỗ này này. Sĩ vẽ nên những bức tranh đẹp, còn thợ sơn thì tạo ra những ngôi nhà đẹp. Sẵn sàng phục vụ quý khách. Bắc Trung Nam ship toàn quốc các bác nhé, ship sơn toàn quốc Bắc Trung Nam, miễn phí ship. Khối lượng số lượng càng lớn thì giá lại càng ưu đãi.